Hỏi: tu hành cầu ra khỏi sanh tử, nên quý ở vô sanh. Vậy hâm mộ Tây Phương nguyện về, hẳn là nương vào nghĩa của vô sanh. Trả lời: coi sanh làm sanh là thường kiến, coi vô sanh là đoạn kiến. Sanh mà vô sanh mà sanh là đệ nhất nghĩa đế. Bởi tánh diệu chân như, vốn tự vô sanh, nhân duyên hòa hợp mới có tướng sanh. Do tánh có khả năng hiện tướng, nên gọi vô sanh tức sanh. Tướng do tánh hiện, nên gọi sanh tức vô sanh. Biết thế liền biết sanh tịnh độ, sanh bởi duy tâm. Nếu nghi ngờ xa khó tới, thì tâm bao thái hư, lượng khắp pháp giới, nào có xa gần. Hỏi: cõi Phật khắp mười phương đều đẹp đẽ, nay chỉ khuyên về cực lạc, là chỉ khen ngợi cảnh giới cực lạc, là vì sao? Trả lời: những quốc độ này còn có các khổ, dù có lạc đều là những lạc đưa tới quả khổ. Tây Phương không thế, cho nên kinh nói các chúng sanh ấy không có các khổ, chỉ hưởng niềm vui, nên gọi cực lạc. Thử so sánh cõi này và tịnh độ, đâu chỉ khác nhau trời vực. Như cõi này đầu thai phải ở trong thai 10 tháng, khi sanh quỷ đến bên cạnh hút tinh khí. Tịnh độ hóa sanh hoa sen, ở trong cung điện hương thơm phi diệu, đã không bị sự ô uế của bào thai, lại không phiền mẹ nuôi nấng. Cõi này tuổi già, tóc bạc da nhăn, lưng còng gối mỏi, đi đứng cần người. Tịnh độ pháp vị trợ thần, không có già yếu, mười phương cõi nước chớp mắt đến nơi. Cõi này hễ mắc bệnh tật là rên rỉ kêu gào. Tịnh độ đủ đại thần thông, có đại oai lực, trong nước không nghe đến tiếng đau khổ. Cõi này sống ắt có chết, chết ắt có tội, chỉ có cúi đầu chịu trói dắt đến Diêm La. Tịnh độ hễ sanh hoa sen, liền thành thân kim cang bất hoại, tướng hảo quang minh, thọ mạng vô lượng. Cõi này có hợp ắt có ly, cha mẹ nhọc nhằn khó giữ sống lâu, vợ chồng ái ân phần nhiều ly tán. Tịnh độ thì bạn pháp vĩnh viễn thân nhau, lẽ nào có cái khổ ái biệt ly. Cõi này thù địch tìm nhau, có oán ắt báo, sợ hãi nhưng không thể trốn thoát. Tịnh độ thì tương thân tương kính, đều là Bồ Tát làm bạn, nào có cái khổ oán tán hội. Cõi này nhân loại đều bôn ba vì cơm ăn áo mặc, vợ con sai khiến, khốn khổ vạn trạng. Tịnh độ nghĩ áo có áo, nghĩ ăn có ăn, vườn rừng nhà cửa toàn bằng bảy báu, mỗi mỗi thọ dụng tự nhiên, nào có cái khổ cầu bất đắc. Không chỉ có thế, cõi này hình hài xấu xí, các căn khiếm quyết. Tịnh độ thì ánh sáng chói lọi, tướng đẹp trang nghiêm. Cõi này thì ra rồi lại vào, luân hồi sáo nẻo. Tịnh độ thì hệ chứng vô sanh, không còn thoái chuyển. Cõi này thì gò nõng hầm hố, gai gốc tùm. Tịnh độ thì cây báo chọc trời, trải bàn làm đất. Lại cõi này thì Quan Âm thế chí, chỉ bái vọng xa. Tịnh độ thì hai đại Bồ Tát đều là bạn tốt. So sánh ta bà tịnh độ, cảnh duyên khác hẳn. Cảnh thù thắng có thể nhiếp thủ tịnh tâm, duyên thù thắng có thể trợ lực tu hành. Hỏi: tâm chán thích, tức chán ta bà. Yêu ghét. Yêu ghét chính là việc bên bờ sanh tử, người tu không nên có, làm thế nào? Trả lời: chán ta bà, thích tịnh độ, tuy cũng là tâm yêu ghét, nhưng chẳng phải là cái yêu ghét của thế gian, mà chính là cái yêu ghét chuyển phàm thành thánh của mười phương chư Phật. Nếu không chán lìa, làm sao ra khỏi ta bà ác trược này? Nếu không yêu thích, làm sao có thể sanh về cực lạc liên bang? Có chán lìa sao mới chuyển phàm, có yêu thích sao mới thành thánh? Hỏi: ở thế gian này, ẩm thực, y phục, nhà cửa chén bát đều phải làm rồi mới có dùng, vì sao thế giới cực lạc vừa nghĩ đến mọi vật dụng tự nhiên hiện ra? Trả lời:
Việc hưởng phước đều từ tu phước mà được. Bát Cù Lâu Châu, ẩm thực, y phục của họ đều có sẵn để thọ dụng, huống hồ cõi Phật A Di Đà vạn phước trang nghiêm. Đại A Di Đà kinh nói: những giảng đường cung thất này không ai làm cả, cũng không từ đâu đến, do nguyện lớn đức trọng của Phật ấy tự nhiên hóa sinh. Lại nói, những cõi Phật khác đều làm thiện, không làm ác, cho nên phước đức ở đó cũng đều tự nhiên. Kể đến có những thế giới, người làm thiện nhiều, người làm ác ít, cũng có phước tự nhiên, không cần phải lao động làm ra vật phẩm. Còn thế giới này, làm ác quá nhiều, làm thiện quá ít, nên không làm thì không có. Hỏi: người niệm Phật khi làm chung đều thấy Phật và Bồ Tát đến tiếp dẫn. Kinh nói: trì tụng chú vãng sanh 30 vạn biến, Phật A Di Đà thường ở trên đỉnh đầu hộ vệ người ấy. Giả như 10 phương thế giới đều tụng chú vãng sanh hết, đều cầu Phật Bồ Tát đến tiếp dẫn, Phật A Di Đà làm sao có thể ở hết trên đỉnh đầu mọi người, đồng thời làm sao đến tiếp dẫn hết? Trả lời: ánh sáng mặt trời còn có thể chiếu khắp thế giới, huống hồ thệ nguyện thần thông của Phật. Hỏi: trên hội Hoa Nghiêm, Bồ Tát Phổ Hiền hiện ra ngồi dưới đạo tràng, các Bồ Tát dùng hết thần lực cũng không thấy được Bồ Tát Phổ Hiền. Này người vãng sanh đều phàm phu chay, làm sao có thể lập tức thấy Phật? Lại Phật mà phàm phu thấy không khác Phật mà Bồ Tát thấy sao? Trả lời: tướng Phật vốn như vậy, nhưng mỗi hạng bậc thấy khác nhau. Người mới vãng sanh Tây Phương, Phật mà họ thấy chỉ là Phật thô tướng, như 32 tướng 80 vẻ đẹp. Còn nếu như tướng Như Lai có thập hoa tạng thế giới, hải vi trần số đại nhân tướng mà kinh Hoa Nghiêm nói, e rằng chẳng phải đại Bồ Tát thì không thể thấy. Thí như vị cam lộ của trời, đựng trong mỗi loại bát, màu sắc mùi vị khác nhau. Lại như người có bệnh với người không bệnh, cùng ăn một vật, ngọt đắng khác hẳn. Cho nên quốc độ của Phật Thích Ca vốn rất nghiêm tịnh, Loa Kế Phạm Vương chỉ thấy như cung trời tự tại, còn lại đều thấy đồi núi gò nõng đầy uế ác. Thấy Phật cũng như thế. Hỏi: ở đây niệm Phật, trên Tây Phương trong ao thất bảo nở ra một đóa sen. Nếu tinh tấn, sen lớn dần, còn nếu giải đãi, hoa sẽ tàn rụng. Có đáng tin không? Trả lời: điều này dễ hiểu. Thí như chiếc gương lớn, có vật gì ở trước mặt liền hiện hình vật ấy. Lại như lầu cát của Thọ Đề Già ở thành Vương Xá, chẳng qua chỉ được làm bằng bạch ngân, lưu ly, mà trong bức tường có thể hiện ra hết những việc trong thành. Huống hồ cõi thanh tịnh trang nghiêm của Phật A-di-đà, ở đây niệm Phật, nước kia sen nở, không có gì đáng nghi. Hỏi: đới nghiệp vãng sanh được bất thoái chuyển, vậy thì khi sanh tiền, duyên đời chưa hết, sao không lo sự nghiệp thế gian, đợi lúc lâm chung rồi niệm Phật cũng được? Trả lời: đó là tà thuyết, có ý niệm này chính mình lầm, nói ra lời này làm người khác lầm. Người ác khi lâm chung niệm Phật giảng sanh là nhờ thiện căn đời trước, lại gặp được thiện tri thức mới được may mắn này. Đó chỉ là một trong ngàn vạn người, đâu phải ai lâm chung cũng được như vậy. Quần Nghi Luận nói: ở đời có 10 hạng người lâm chung không thể niệm Phật. 1. Không gặp thiện tri thức. 2. Nghiệp lụy trói thân, không rảnh niệm Phật. 3. Bị bệnh cấm khẩu. 4. Cuồng loạn. 5. Hoặc gặp nước lửa. 6. Gặp lang sói. 7. Bạn ác phá hoại tính căn. 8. Ăn no quá độ, hôn mê đột tử. 9. Chết trận. 10. Trượt chân núi cao. Gặp 10 nạn này khó mà niệm Phật. Cho dù bệnh nhẹ mà chết, thì khi tứ đại phân ly cũng không tránh khỏi phong đao cắt thể, sợ hãi hoảng loạn, đâu rảnh an tâm niệm Phật. Lại hoặc nghiệp duyên chưa hết, niệm đời chưa thôi, gia tài chưa chia, hậu sự chưa liệu, mà còn tìm thầy coi bói, nhiễu loạn tâm thần.
con kêu vợ khóc, kinh hoảng bên tai. Ngay lúc này mà muốn họ thung dung niệm Phật, mong họ nhất tâm bất loạn, hoàn toàn không có lý này. Cho nên người xưa nói, chớ đợi tuổi già mới niệm Phật, mồ khoan lắm kẻ tuổi còn xanh. Lại nói, bình thời khuyên ai niệm Phật, đều nói tôi bận, một khi vô thường đến, bận mấy cũng thôi. Người ta ở đời đâu được bao lâu, nhân khi chưa già, chưa bệnh này, bỏ hết duyên đời, sống một ngày, niệm Phật một ngày, công phu một giờ, tu tịnh nghiệp một giờ. Không thế, một khi mất thân người, vạn kiếp khó tìm lại được. Hỏi, đợi già tu hành, cố nhiên là không có lý này. Nhưng phàm phu đều ở trong lưới đời, có việc không thể bỏ được, phải làm sao? Trả lời, người ta ở đời, chắc chắn có một ngày phải chết. Tu với không tu, rốt cuộc không ai tránh khỏi. Nhưng đọa lạc chi bằng siêu thắng. Nếu ai thống niệm vô thường, lo gì dụng tâm không tha thiết, bất luận bận hay rảnh, cảnh thuận hay nghịch, đều không trở ngại gì với niệm Phật cầu sanh. Cho dù duyên đời cực nặng, cũng phải tranh thủ thời gian định công khóa, hoặc vạn hoặc ngàn không được gián đoạn. Những người quá bận rộn, sáng sớm 10 niệm, quyết không để khuyết. Hỏi, nhất tâm bất loạn, một ngày đến 7 ngày liền được vãng sanh. Vậy thì trong một ngày đến 7 ngày nhất tâm, rồi sau đó không thể nhất tâm, không biết có được vãng sanh không? Trả lời, đã được nhất tâm, sau đó tâm sẽ không tán loạn nhiều. Như nhan tử 3 tháng không lìa lòng nhân, vậy thì trong 3 tháng cố nhiên là người nhân đức, chẳng lẽ sau 3 tháng lại trở thành người ác sao? Chỉ cần luôn tự kiểm điểm, thường phát hoằng nguyện, thì không ai không được vãng sanh. Hỏi, người niệm Phật phải niệm niệm tương tục mới dễ thành khối. Nhưng tháng hè trời nóng, phần nhiều ở trần, không biết khi ăn uống, nằm ngồi, ở trần tắm giặt có thể niệm Phật được không? Trả lời, niệm thầm không sao, gọi là khi vội vã tâm cũng ở nơi nhân, khi nguy hiểm tâm cũng ở nơi nhân vậy. Hỏi, khi nhất tâm xưng danh, lại phát tâm cầu sanh tịnh độ, tợ hồ như có hai tâm, làm sao? Trả lời, xưng danh là cầu sanh vậy. Kinh nói, nên phát nguyện, nguyện sanh nước ấy. Lại nói, chấp trì danh hiệu, thì biết rõ ràng là một việc, chẳng phải hai việc. Thí như xây dựng tương lai, cái mong muốn công danh chính là cầu sanh tịnh độ. Sự siêng năng học hành chính là chấp trì danh hiệu. Ở đây tợ có vi phân, nguyện cầu sanh tịnh độ, nên nơi lúc phát nguyện sớm tối. Còn khi xưng danh phải chuyên tâm, không phát nguyện khiến tâm lẫn lộn. Hỏi, cả ngày niệm Phật, gặp phước liền làm, cố nhiên là bổn phận của người tu. Nhưng khi làm phước, e tâm để ở nơi làm phước, không để ở nơi câu niệm Phật, không biết có chướng ngại cho nhất tâm bất loạn không? Trả lời, gương sáng vốn không, cảnh đến liền hiện, đâu có chướng ngại gì cho cái tánh không của gương. Việc chưa tới đã đón, việc qua rồi còn giữ, mới là bệnh mà thôi. Hỏi, ơn cha mẹ khó báo đáp nhất, nếu vãng sanh Tây Phương, không biết có cách gì báo đáp hay không? Lại người ta sanh ra một đời, có một cha mẹ, sanh ra trăm ngàn vạn ức ngàn đời, có trăm ngàn vạn ức ngàn cha mẹ. Không biết sau khi vãng sanh rồi, có thể nhớ hết tên họ của mỗi mỗi cha mẹ, mỗi mỗi báo đáp hết hay không? Trả lời, muốn báo ân sâu, trời cao lòng lộng, là câu nói thế gian. Lấy đạo thế gian báo đáp ơn cha mẹ, quả là không có cách gì báo đáp. Còn nếu sau khi vãng sanh muốn báo ơn cha mẹ thì dễ vô cùng. Đâu chỉ báo ơn cha mẹ một đời, mà ngay cả muốn báo đáp ân đức của cha mẹ trăm ngàn vạn ức kiếp trước cũng có cách báo đáp. Bởi một khi đã đến Tây Phương, ắt có thiên nhãn, có thể thấy những việc của vô số thế giới. Ắt có thiên nhĩ, có thể nghe được âm thanh vô số thế giới. Ắt có tha tâm thông, có thể biết được tâm của tất cả chúng sanh. Ắt có túc mạng thông,
có thể biết được những việc chết đây sanh kia của vô lượng kiếp về trước. Một người nào ở đâu, tên gì, họ gì, chủng tánh gì đều biết rõ một cách tường tận. Có thể lấy chỉ việc ta làm báo đáp được hết. Há có ân cha mẹ không thể báo đáp sao? Ngày xưa Mạnh Tử xưng việc hiếu của Thuấn là làm cha vua, tôn trọng đến cực điểm vậy. Dùng thiên hạ nuôi cha là nuôi đến cực điểm. Ta vãng sanh làm Bồ Tát để cha mẹ làm cha mẹ của Bồ Tát, không phải càng tôn trọng hơn nhân loại sao? Lại làm cho cha mẹ được vãng sanh tịnh độ. Nghĩ đến áo có áo, nghĩ đến ăn có ăn, nhận phước tự nhiên, hưởng thọ không cùng, không phải càng hơn lấy thiên hạ nuôi sao? Huống hồ trong một nước bất quá chỉ một vua, nếu có hai hiếu tử đều muốn lấy thiên hạ nuôi, ác mưu làm loạn, trở ngược làm loạn thần tặc tử, chi bằng pháp môn tịnh độ, hết thảy mọi người có thể báo hiếu, vẫn không trở ngại gì đối với pháp thế gian. Hỏi: súc sanh chịu khổ trong ba đường, số ấy vô lượng, làm sao chúng ta mỗi mỗi cứu hết được mà phát nguyện cho vô ích? Trả lời: Bồ Tát muốn độ chúng sanh thì tất cả chúng sanh chịu khổ trong ba đường đều là những người ta đáng phải độ, đâu phải vì nhiều mà sợ hãi, đâu phải vì nhiều mà chán ngán mệt mỏi. Bồ Tát Địa Tạng nói: địa ngục chưa không, thệ không thành Phật. Mười đại nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, mỗi nguyện lấy hết chúng sanh giới làm kỳ hạn. Như vậy người tu tịnh độ muốn sanh Tây Phương, không phải để trở lại Ta Bà thệ cứu ba đường làm nguyện sao? Hỏi: những loài côn trùng nhỏ nhất, số ấy rất nhiều, giả sử mỗi khi nhìn thấy chúng liền phát tâm cứu độ, không biết tâm này chỉ có thể hoàn thành chí nguyện của ta thôi, hay vẫn có ích cho chúng? Trả lời: phải nhìn lại phát tâm có chân thành không. Nếu hết lòng thành thì ắt có ích cho chúng. Nhìn lại Thế Tôn kiếp xưa làm tiên nhẫn nhục, Mục Kiền Liên trước làm tiều phu, liền biết phát tâm có ích. Thích Ca Như Lai vô lượng kiếp trước làm tiên nhẫn nhục tu đạo trong núi, gặp quốc vương đi săn, đuổi theo một con thú, hỏi đạo nhân: con thú chạy hướng nào? Lúc ấy nếu nói thật thì hại thú, không nói thật thì vọng ngữ. Tiên nhân im lặng không nói, quốc vương giận chặt đứt cánh tay. Lại hỏi, tiên nhân cũng im lặng không nói, vua lại chặt đứt cánh tay nữa. Tiên nhân liền phát nguyện: sau khi ta thành Phật sẽ độ người này trước, không để cho người đời bắt chước làm ác. Sao tỳ kheo Kiều Trần Như được độ đầu tiên, chính là quốc vương bấy giờ vậy. Thời Phật có một làng người khó độ, Phật bảo những người này có duyên với Mục Liên, bèn sai Mục Liên đến đó để độ, quả nhiên độ được. Hỏi nguyên do, Phật nói: Mục Liên kiếp trước từng làm tiều phu, làm động vô số ong rừng. Mục Liên bỏ nghề nói: các ngươi đều có Phật tánh, khi nào thành đạo ta sẽ đến độ các ngươi. Nay người làng này chính là những con ong đời trước, do Mục Liên từng phát nguyện nên có duyên với làng này. Xem đây đủ biết, không chỉ thấy tất cả mọi người đều khuyên niệm Phật phát nguyện cứu độ, mà ngay cả thấy tất cả loài súc sanh cũng thay chúng niệm Phật phát nguyện cứu độ tất cả. Hỏi: niệm Phật dù có chân thành nhưng số niệm hữu hạn. Giả sử 100 con vật niệm cho được 1000 danh hiệu Phật thì 100 con vật tự nhiên thầm được phước ấy. Ngộ nhỡ hằng sa mạng sống mà cũng niệm cho được 1000 danh hiệu Phật, phước ấy trở thành nhỏ, phải làm sao? Trả lời: thí như một cây đuốc chia lửa cho 100 người, ngọn lửa đuốc ấy vẫn không hao mất. Chia cho 1000 vạn người, ngọn lửa ấy cũng không hao mất. Hỏi: ngày xưa có hai vị tăng khi niệm Phật quán tưởng thân ngồi trong hoa sen lớn, quán tưởng hoa sen nở búp, năm tháng như vậy đều được vãng sanh, không biết người niệm Phật có thể bắt chước phương thức đó không? Trả lời: có thể, nhưng vẫn lấy niệm Phật làm chính. Trên đây là 22 câu hỏi đáp của Thiên Như lão nhân. Thank you.
Phật. Nam mô A Di Đà 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 Phật.